Chúa là tình yêu cao cả. Ngài đã đến trần gian để chết thế cho nhân loại. Huyết Ngài đã đổ ra trên thánh giá để đền tội cho những ai tin cậy Ngài. Quyền năng của huyết Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng con, đã đẩy lùi ma quỷ, đã chiến thắng tử thần. Quyền năng trong huyết Chúa luôn là sức mạnh cứu giúp mỗi chúng con. Chúng con tin cậy nơi huyết Ngài. Amen. Ai mong xin công cho vua Thánh Giêsu ơi.